Chào mừng tất cả các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Cô trò chúng mình lại được gặp nhau trong tiết học vần rồi. Và để xem hôm nay cô sẽ giới thiệu với chúng mình hai vần mới nào thì chúng mình hãy nhanh chóng đến với phần đầu tiên nhé. Đó chính là phần làm quen. Đầu tiên, các con hãy nhìn lên màn hình và cho cô biết đây là hai hình ảnh gì nào. Các con trả lời rất đúng và đây là kết quả của cô nhé. Đầu tiên đó chính là hình ảnh tàu thủy. Tàu thủy là một trong những phương tiện giao thông trên biển đấy. Tàu dùng để chở người hay hàng hóa, vật dụng. Tiếp theo đó chính là hình ảnh đêm khuya. Các con ơi, một ngày gồm có ban ngày và ban đêm. Và ban ngày là khoảng thời gian từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Còn ban đêm là khoảng thời gian từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc đấy. Đêm khuya còn là từ để dùng chỉ thời gian muộn nhất trong ngày đấy. Tiếp theo, chúng mình hãy nhìn vào tiếng thủy và tiếng khuya. Chúng mình có nhìn thấy sự xuất hiện của hai vần lạ nào không? Đó chính là vần uy trong tiếng thủy và vần uya trong tiếng khuya đấy. Đây cũng chính là hai vần mà tiết học ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu với chúng mình nhé. Và để tìm hiểu rõ hơn về hai vần này, cô mời chúng mình cùng nhau đến với bài ngày hôm nay. Đó chính là bài 115 uy uya. Đầu tiên, chúng mình hãy nhìn vào tiếng tàu thủy và cho cô biết trong từ này có tiếng nào là tiếng mà chúng mình đã được học rồi. Đó chính là tiếng tàu phải không? Và trong tiếng thủy có chứa vần uy là vần mới đầu tiên mà ngay bây giờ cô sẽ giới thiệu với chúng mình nhé. Cô có mô hình vần uy như sau, chúng mình hãy chú ý lắng nghe cô phân tích vần uy nào. Vần uy gồm có âm u đứng trước, âm y đứng sau. Tiếp theo, chúng mình hãy chú ý lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn vần uy nhé. U, y, uy, uy. Tương tự như vậy, trong tiếng thủy có vần uy là vần mà cô vừa giới thiệu với chúng mình rồi. Và ngay bây giờ cô có mô hình tiếng thủy như sau. Chúng mình hãy chú ý lắng nghe cô phân tích tiếng thủy nhé. Tiếng thủy gồm có âm thờ đứng trước, vần uy đứng sau, thanh hỏi trên đầu âm y. Vừa rồi, cô đã giới thiệu với chúng mình mô hình vần uy và mô hình tiếng thủy rồi đấy. Tiếp theo, chúng mình hãy nhanh chóng đến vần mới thứ hai nào. Chúng mình hãy nhìn vào từ đêm khuya và cho cô biết trong từ đêm khuya tiếng nào là tiếng mà chúng mình đã được học rồi. Đó chính là tiếng đêm phải không? Và trong tiếng khuya có âm khờ là âm ghép vô cùng quen thuộc với chúng mình rồi. Và vần uya là vần mà ngay bây giờ cô sẽ giới thiệu với chúng mình nhé. Cô có mô hình vần uya như sau, chúng mình hãy chú ý lắng nghe cô phân tích vần uya nào. Vần uya gồm có âm u đứng trước, nguyên âm đôi, i a đứng sau. Tiếp theo, các con hãy chú ý lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn vần uya nào. U i a uya uya. Trong tiếng khuya có vần uya là vần mà cô vừa giới thiệu với chúng mình rồi phải không nào? Và ngay bây giờ cô có mô hình tiếng khuya như sau. Chúng mình hãy chú ý lắng nghe cô phân tích tiếng khuya nhé. Tiếng khuya gồm có âm khờ đứng trước, vần uya đứng sau. Tiếp theo, chúng mình hãy chú ý lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn tiếng khuya nào. Khờ uya khuya khuya. Vừa rồi, cô đã giới thiệu với chúng mình mô hình vần uya và mô hình tiếng khuya rồi đấy. Và bây giờ, chúng mình hãy nhớ lại và cho cô biết vừa rồi cô đã giới thiệu với chúng mình hai vần mới nào. Các con rất giỏi, đó chính là vần uy và vần uya phải không nào? Trong hai vần mới này có sự giống nhau, đó chính là có âm đầu đều là âm u đấy. Và khác nhau ở âm kết thúc đấy. Ở vần uy, âm kết thúc là âm y. Ở vần uya, âm kết thúc là nguyên âm đôi ia. Vừa rồi, cô đã chỉ ra cho chúng mình sự giống và khác nhau giữa hai vần này rồi. Chúng mình hãy ghi nhớ thật kỹ để không bị nhầm lẫn nhé. Và để ghi nhớ vận dụng được hai vần mới này, cô và chúng mình hãy nhanh chóng đến với phần tiếp theo của bài học nhé.
Đó chính là phần mở rộng vốn từ. Và bài đầu tiên trong phần này có yêu cầu như sau: tiếng nào chứa vần uy, tiếng nào chứa vần uya đấy. Đây là một dạng bài mà chúng mình thường hay gặp phải không nào? Và để làm được bài tập này, cô trò mình hãy cùng nhau đọc thật to các từ ở dưới mỗi hình nhé. Chúng mình cùng nhau đọc nào. Phở ép phép sóc phép, mờ ơ mơ, tờ uya tuya, phép mơ tuya. Trong tiếng tuya có chứa vần uya. R uy rui, bờ ăn băng, rui băng. Trong tiếng rui có chứa vần uy. Khờ uy khuy, ao sắc áo, khuy áo. Trong tiếng khuy có chứa vần uy. Tiếp theo nào. L uy lui ngã lũy, chờ e che, lũy che. Trong tiếng lũy có chứa vần uy. Hờ uy huy, hờ yêu hiêu nặng hiệu. Trong tiếng huy có chứa vần uy. Vừa rồi, cô và các con đã cùng nhau luyện đọc tất cả các từ ở dưới mẫu hình rồi phải không nào? Và bây giờ, nhiệm vụ của chúng mình như sau. Cô có hai cột, một cột chứa vần uy và một cột chứa vần uy đấy. Nhiệm vụ của chúng mình đó chính là sắp xếp các từ có tiếng chứa vần uy vào cột chứa vần uy. Xếp các từ có tiếng chứa vần uy vào cột chứa vần uy nhé. Và thời gian làm bài của chúng mình là 1 phút. 1 phút bắt đầu. Và thời gian làm bài của chúng mình đã hết rồi. Cô khen tất cả các con. Và đây là kết quả của cô nhé. Chúng mình hãy chú ý đón xem nào. Đầu tiên cô có từ lũy tre. Trong tiếng lũy có chứa vần uy. Vậy cô sẽ xếp từ này vào cột chứa vần uy nhé. Tương tự như vậy, cô có kết quả như sau. Và đây là kết quả của cô rồi. Ở cột chứa vần uy, cô có 4 từ. Ở cột chứa vần uy, cô có 1 từ thôi. Và bây giờ, cô trò mình hãy cùng nhau đọc thật to tất cả các tiếng ở trong mỗi cột nhé. Đầu tiên, chúng mình cùng nhau đọc các từ ở cột vần uy nào. Lũy chê, rui băng, huy hiệu, khuy áo. Tiếp tục sang cột chứa vần uy nhé. Phép mơ tuya. Chúc mừng tất cả các con đã vượt qua thử thách đầu tiên của cô một cách rất là dễ dàng. Và tiếp theo, chúng mình hãy nhanh chóng đến với thử thách thứ hai của cô nào. Đó chính là tìm các tiếng có chứa vần uy ở ngoài bài nhé. Và thời gian tìm của chúng mình là 1 phút. 1 phút bắt đầu. Và 1 phút đã kết thúc rồi. Cô khen tất cả các con. Và đây là 3 từ mà cô vừa tìm được. Chúng mình hãy chú ý theo dõi nhé. Đầu tiên đó chính là hình ảnh của một người phụ nữ đang suy nghĩ đấy. Và trong tiếng suy có chứa vần uy. Tiếp theo đó chính là hình ảnh thủy triều. Các con ơi, thủy triều là hiện tượng nước biển, nước sông lên xuống trong một chu kỳ thời gian phụ thuộc chuyển biến thiên văn. Trong âm Hán Việt, thủy có nghĩa là nước, còn triều là cường độ nước dâng lên và rút xuống đấy. Và trong tiếng thủy có chứa vần uy. Tiếp theo đó chính là hình ảnh hoa cúc thúy. Đây là một loại hoa vô cùng quen thuộc với chúng mình rồi phải không nào? Nó vô cùng đẹp phải không? Trong tiếng thúy có chứa vần uy. Đây là 3 từ mà cô vừa tìm được đấy. Chúng mình hãy cùng cô đọc thật to 3 từ này nhé. Suy nghĩ, thủy triều, hoa cúc thúy. Chúng mình vừa rồi đã cùng cô tìm được các tiếng có chứa vần uy ở ngoài bài rồi phải không nào? Và tiếp tục, chúng mình hãy nhanh chóng đến với thử thách thứ 3 của cô nhé. Và thử thách thứ 3 của cô có yêu cầu như sau. Nối để tạo thành câu có tiếng chứa vần uy. Ở đây cô có 2 cột, cột A và cột B. Nhiệm vụ của chúng mình đó chính là nối mỗi dòng ở cột A với mỗi dòng ở cột B sao cho tương ứng nhé. Và bây giờ cô cho mình hãy cùng nhau đọc tất cả các dòng có trong mỗi cột nào. Chúng mình cùng nhau đọc cột A nào. Phép mơ tuya.
Đêm đã về khuya, sang cột bê nào. Ngoài đường vắng tanh, của áo khoác bị hỏng. Vừa rồi, cô và chúng mình đã cùng nhau đọc được tất cả các dòng ở trong hai câu tôi phải không nào? Và bây giờ, thời gian làm bài của chúng mình là 1 phút. 1 phút bắt đầu. Và thời gian 1 phút của chúng mình đã kết thúc rồi. Cô khen tất cả các con. Và đây là kết quả của cô nhé. Chúng mình hãy cùng nhau đọc to kết quả của cô nào. Phép mơ tuya của áo khoác bị hỏng. Đêm đã về khuya, ngoài đường vắng tanh. Ở câu đầu tiên có tiếng tuya chứa vần uya. Ở câu thứ hai có tiếng khuya chứa vần uya đấy. Trong tiết học này, cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu hai vần mới, đó chính là vần uy và vần uya phải không nào? Chúng mình còn cùng nhau làm được rất nhiều các bài tập bổ ích nữa. Và đây cũng là bài tập cuối cùng của cô trong tiết học này rồi. Cảm ơn tất cả chúng mình đã chú ý lắng nghe nhé. Và hẹn gặp lại chúng mình trong các bài giảng tiếp theo.